Nhiều khi nghĩ lại cái cuộc đời mình, sao mà gánh nhiều cái gánh nặng trên vai dữ gì không biết. Giờ này phi rồi cũng không được ngủ, phải lo tìm ý tưởng sáng tạo nội dung để mời clip cho bà con mình coi. Ta nói chứ rồi nuôi thêm 5 đứa con ở nhà nữa. Trời ơi, không ai phụ tiếp gì được hết á. Con mắt nó thâm quầng hết trơn mà bây giờ mắt thì lên độ già cả rồi cũng phải làm. 5 đứa nó không có phụ tiếp gì được hết trơn mà tối ngày ăn với ngủ không. Bán nước hoa thì bữa giờ bán được 1-2 chai. Còn làm clip thì ta nói chứ không có chịu đứa nào hợp tác hết trơn á. Một mình tôi phải vừa quay clip, vừa phải đóng clip, diễn vai quần chúng, vai chính, vai phụ, cái gì cũng làm tất tần tật hết. Rồi 5 đứa đó chỉ việc ăn với ngủ, biết khi nào mới trưởng thành nên người nữa. Ây da, chán gì đâu. Hên cũng nhờ có ông già, ông chịu khó, ông quay clip tiếp. Không thôi, tới giờ này ông biết cái kênh lập ra được bao nhiêu người coi nữa. Thôi, cũng ráng làm để cho bà con có clip coi thư giãn, mang lại tiếng cười cho bà con mình là vui rồi. Còn tôi, cuộc đời của tôi thôi thì không muốn nhắc tới, thấy nản quá. Vừa phải lo cơm áo gạo tiền, vừa phải lo cho mấy đứa nhỏ. Bước về có iPhone 15 sạc, để quỳ với lúc chào bà con.